Mải mê tạo dáng bên trứng thành, Harry Won bất ngờ để lộ vòng 3. Khá nhiều khán giả đã chê bai về trang phục và dáng ngồi của Harry Won trong những hình ảnh mới nhất. Trứng thành Harry Won, cặp vợ chồng thu hút sự chú ý của dư luận showbiz Việt từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn. Từ khi công khai tình cảm, cả hai nhận phải nhiều gạch đá từ dư luận, nhưng họ vẫn bất chấp để tiến đến hôn nhân. Sau hơn một năm kết hôn, vợ chồng Trứng Thành đã có một hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Vừa qua, nam MC Trứng Thành đã chia sẻ khá nhiều khoảnh khắc thân mật của anh và bà xã Harry Won lên mạng xã hội. Theo đó, anh khá hào hứng khi càng ngày cả hai vợ chồng ngày càng giống nhau và thường được mọi người nhận xét là có tướng phu thê. Tuy nhiên, cũng từ những bức ảnh hạnh phúc này, Harry Won đã bị khán giả soi ra bộ phận nhạy cảm. Cụ thể vì chiếc đầm khá ngắn nên giọng ca anh cứ đi đi, vô tình bị lộ vòng ba kém tinh tế. Có lẽ chính Harry Won cũng không hề hay biết chuyện này. Những điểm nhỏ nhặt như thế này cũng khiến khán giả chú ý. Dù vậy, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra bênh vực nữ ca sĩ khi cho rằng chính cô cũng không muốn sự việc này xảy ra. Vừa qua, Trứng Thành Harry Won đã cùng nhau kỷ niệm 2 năm ngày hẹn hò và kết hôn. Sau nhiều tin đồn bên lề, cặp đôi này vẫn rất hạnh phúc và thường xuyên thực hiện những hành động lãng mạn với nhau. Trứng Thành khá nịnh vợ, anh luôn hôn và dành nhiều lời ngọt ngào cho Harry Won ở mọi nơi. Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng không phải là người thả thính Hoa hậu Mỹ Linh Angela Phương Trinh. Hai đại mỹ nhân sẽ cực kỳ hụt hẫng sau khi biết thông tin bất ngờ này. Trước khi đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận chung kết, màn trò chuyện thân mật của thủ môn Bùi Tiến Dũng với hai mỹ nhân hàng đầu showbiz là Hoa hậu Mỹ Linh cùng Angela Phương Trinh từng khuấy đảo dân mạng và truyền thông. Nhiều khán giả sững sờ vì không ngờ đằng sau vẻ chất phác của thủ môn tài năng lại là tài ăn nói ngọt hơn mật, làm hai người đẹp đình đám cũng phải điêu đứng. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với một trang báo, Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin trang cá nhân của mình đang có hơn 2 triệu người theo dõi. Bởi thời gian gần đây, anh thật thà thú nhận chưa kịp vào để kiểm tra, chi tiết này bắt đầu khiến khán giả cảm thấy nghi ngờ. Ở diễn biến mới nhất, những cư dân mạng tinh ý bắt đầu lập ra màn so sánh cách viết khi dùng Facebook của Dũng từ hồi chưa nổi tiếng với bây giờ và phát hiện ra điều không tưởng. Dù chỉ là tiểu tiết nhưng rõ ràng, cách chấm phẩy ngày xưa của Dũng rất khác. Điều đáng nói là, cách chấm phẩy ở những gì Facebook Bùi Tiến Dũng viết hiện tại có nhiều điểm tương đồng với cách viết của người quản lý anh mang tên Kiều Trinh. Cách viết của Bùi Tiến Dũng khi chưa nổi tiếng. Cách viết của Bùi Tiến Dũng khi bắt đầu được săn đón rất giống cách viết của người quản lý tên Kiều Trinh. Người quản lý từng khẳng định, mình không và chưa bao giờ có ý can thiệp vào các tài khoản cá nhân của các cầu thủ nói chung và Bùi Tiến Dũng nói riêng. Hai cách viết ở hai comment khác nhau về cách giấu chấm phẩy. Quản lý sau đó thừa nhận cô có sử dụng tài khoản của Dũng. Đây chính là người quản lý của anh em Bùi Tiến Dũng và Tiến Dũng, Hà Đức Chinh. Cả nhóm thường xuyên chụp ảnh thân mật cùng nhau, rất mạnh miệng thả thính Hoa hậu Mỹ Linh trên mạng. Nhưng ngập ngoài đời, Bùi Tiến Dũng tỏ ra khá nhát, đơ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủ môn thực sự có từng trò chuyện với Angela Phương Trinh hay không? Thật hư chuyện Lương Bích Hổ khoe con gái sau hơn 2 năm giấu kín. Thông tin ca sĩ Lương Bích Hổ công khai hình ảnh con gái sau hơn 2 năm giấu kỹ đang khiến đông đảo khán giả dành sự quan tâm lớn. Mới đây, Lương Bích Hổ gây chú ý lớn khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng một bé gái lên trang cá nhân, khiến nhiều người cho rằng đây chính là con gái của cô và nhạc sĩ Khánh Đơn. Bởi suốt hơn 2 năm qua, nữ ca sĩ chưa một lần chia sẻ hình ảnh con gái. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía Lương Bích Hổ đính chính, bé gái mà nữ ca sĩ chụp hình chung là con của một người bạn mới quen trong buổi tiệc ở California. Điều này đồng nghĩa với việc Lương Bích Hổ vẫn kiên quyết giấu kín con gái trước công chúng. Nhiều người lầm tưởng rằng em bé này chính là kết quả tình yêu của Lương Bích Hổ và nhạc sĩ Khánh Đơn. Hình ảnh Lương Bích Hổ bên con gái đầu tiên được công khai vào tháng 12, 2015 trong ngày thôi nôi của bé do nhạc sĩ Khánh Đơn chia sẻ. Hiện tại, sau một thời gian ở ẩn, Lương Bích Hổ đã tái xuất showbiz và thường xuyên hoạt động nghệ thuật, ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Cô cũng một mình nuôi con và đã đi về giữa Việt Nam, Canada để biểu diễn. Còn nhạc sĩ Khánh Đơn, anh trở nên im tiếng hẳn sau ồn ào tình cảm với Lương Bích Hổ. Theo nhiều nguồn tin, hiện anh cũng đã có bạn gái mới. Lương Bích Hổ và nhạc sĩ Khánh Đơn thời còn mặn nồng bên nhau. Phản ứng của Hồ Quang Hiếu khi hay tin Bảo Anh vướng nghi án hẹn hò tình mới.
Dường như tâm trạng của Hồ Quang Hiếu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều trước thông tin Bảo Anh hẹn hò tình mới. Thời gian qua, người hâm mộ đã đi từ bất ngờ đến tiếc nuối, ngỡ ngàng vì việc tan vỡ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người yêu xinh đẹp Bảo Anh. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, dù đã cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Từng là cặp đôi rất đẹp của làng giải trí Việt, nhưng không ngờ cả hai lại không thể đi chung đường với nhau đến tương lai. Mới đây, sau hơn 3 tháng chia tay với giọng ca Con Bướm Xuân, Bảo Anh đã vướng lại tin đồn hẹn hò với bạn trai mới. Theo đó, Bảo Anh cho đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông lạ mặt, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý, bây giờ mình ngưng làm bạn đi nhé. Cụ thể, trước bức ảnh đang rất hot trên mạng xã hội do Bảo Anh đăng tải, rất trùng hợp, người mẫu Ryan Trần cũng đăng tải một dòng trạng thái tương tự Bảo Anh, và trên tay anh đeo chiếc vòng giống hệt người đàn ông nắm tay người đẹp. Khi sự việc này chỉ xuất hiện vài giờ đồng hồ, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có phản ứng lạ trên trang cá nhân. Anh đăng đàn dòng trạng thái với nội dung khá buồn, cụ thể như sau. Không sớm một bước cũng không muộn một bước. Vừa vặn trong hàng vạn người, mong là bạn sẽ gặp người thương mình thật lòng và bạn cũng luôn thấy nhé. Dù chẳng nói rõ về sự việc nào, nhưng vừa đọc khán giả đã cho rằng Hồ Quang Hiếu đang khá buồn bã vì thông tin Bảo Anh có người mới. Người hâm mộ của nam ca sĩ cũng nhanh chóng dành nhiều lời động viên và an ủi thần tượng. Bảo Anh cũng từng khóc nức nở khi nói về chuyện tan vỡ với Hồ Quang Hiếu. Được biết cả hai chia tay không phải vì hết yêu mà do cặp đôi có những bất đồng quan điểm, có những suy nghĩ về cuộc sống trái ngược nhau. Hồ Quang Hiếu rất buồn vì sự việc này, anh thừa nhận mình vẫn còn rất yêu Bảo Anh. Bị Trường Giang chất vấn chuyện tình cảm với Di Bu, Gil Lê tuyên bố, tất cả chỉ là giả vờ thôi. Trước những đòn tấn công mạnh mẽ từ phía Trường Giang, Gil Lê dõng dạc tuyên bố, tình cảm với Di Bu chỉ là giả vờ. Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 10, ông rời cậu đây rồi, Gil Lê bất ngờ chạm trán trưởng phòng lầy lội Trường Giang. Với vẻ ngoài chuẩn soái ca, trong thử thách lần này, cô nàng tiếp tục phát huy sở trường khi hóa thân thành chàng trai trẻ. Trong bộ đồ cổ trang, Gil Lê bị đưa vào tình huống vô cùng rắc rối với vị trưởng phòng ân rời. Ngay từ khi bước vào căn phòng đặc biệt, giọng ca 26 tuổi đã bật cười nắc nẻ khi thấy bạn trai Nhã Phương. Tại đây, cô trở thành đồ đệ của vị đạo sĩ đã cô mang mình suốt 20 năm qua. Nghe lời thầy, Gil Lê xuống núi tìm và mang về 3 quả tim để sư phụ tu luyện khí pháp. Tuy nhiên, trong vật phẩm mang về lại có quả tim Chi Bu, quá tức giận trước hành động của đồ đệ, Trường Giang mượn thân phận của giọng ca từ hôm nay để chất vấn Gil Lê về mối quan hệ của cả hai. Ngay trên sóng truyền hình, Trường Giang liên tục tra hỏi nguyên do vì sao Gil Lê không yêu mến Chi Bu, khiến ca sĩ lớp Mimo đứng hình. Không những thế, vị trưởng phòng ân rời còn tố cáo tình cảm Gil Lê dành cho Chi Bu là giả dối. Trước đòn tấn công mạnh mẽ của danh hài, giọng ca sinh năm 1991 lên tiếng thừa nhận tình cảm cô dành cho Chi Bu chỉ giả vờ để phục vụ cho mục đích khác. Đồng thời, trước phần thể hiện ẻo lạ của Trường Giang, Gil Lê đề nghị nam trưởng phòng quay mặt đi chỗ khác vì đường tiếng và đường hình không liên quan nhau. Gil Lê khẳng định tình cảm cho Chi Bu chỉ là giả dối. Bị thủ môn Tiến Dũng hủy theo dõi Instagram, Minh Tú nhắn, đẹp trai mà chảnh thì không. Xem ra Minh Tú cũng không vừa đâu, đọc loạt bình luận phía dưới còn choáng hơn nữa. Ngoài gây ấn tượng tốt với khán giả trên sân cỏ, thì chàng thủ môn đẹp trai Tiến Dũng còn gây chú ý với lùm xùm thả thính các người đẹp trong showbiz trong thời gian qua. Cụ thể, ngoài Angela Phương Trinh và Hoa hậu Mỹ Linh thể hiện sự hâm mộ đặc biệt, thì Minh Tú cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, khác với hai cô gái kia, Minh Tú từng là người duy nhất trong showbiz mà Tiến Dũng nhấn nút theo dõi và chủ động chat trên Instagram. Tuy nhiên, sau lùm xùm với các cô gái, thì Tiến Dũng đã chủ động bỏ theo dõi Minh Tú. Như vậy, anh không còn quan tâm đến cô gái nào trong showbiz nữa. Trước đó, Minh Tú là người duy nhất trong showbiz mà Tiến Dũng theo dõi. Hơn nữa còn chủ động nhắn tin, nhưng không được hồi đáp. Trang Instagram của Tiến Dũng hiện tại, siêu mẫu Minh Tú đã không còn nằm trong danh sách theo dõi của Tiến Dũng nữa. Sau khi Tiến Dũng bỏ theo dõi mình, Minh Tú đã đăng một status nhắn nhủ trên Facebook rằng em đẹp tự nhiên không có sữa nha, trai đẹp mà chảnh không có cửa ha. Theo đó, nhiều người đã bình luận rằng Minh Tú đang đá xéo Tiến Dũng, đẹp trai nhưng mà chảnh, vì đã hủy theo dõi cô nàng. Đặc biệt, có một bình luận đã được Minh Tú phản ứng luôn. Minh Tú đăng đàn trên Facebook, nhắn nhủ vu vơ rằng trai đẹp mà chảnh thì không có cửa đến với cô.
nhiều người nghĩ ngay tới việc Minh Tú đang đá xéo nhân vật nào đó. Mà khả năng được đoán nhiều nhất là Tiến Dũng. Một fan vào bình luận cho rằng Minh Tú thật lòng thì muốn, nhưng lại ra vẻ. Và Minh Tú đã tác một người khác vào độc. Nhiều độc giả cho rằng nhân vật này ăn nói xàm quá. Minh Tú đăng ảnh gợi cảm và khẳng định đẹp tự nhiên. Nữ siêu mẫu khoe vòng một sexy. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng gây chú ý đặc biệt trong thời gian qua. Bảo Anh khoe ảnh nắm tay tình mới sau 3 tháng chia tay Hồ Quang Hiếu. Hình ảnh nắm tay trai lạ của Bảo Anh được chia sẻ nhanh chóng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội sau khi nữ ca sĩ đăng tải không lâu. Sau một thời gian im ắng về chuyện tình cảm, mới đây Bảo Anh lại vướng phải nghi án, đang bí mật hẹn hò bạn trai mới khi đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông lạ mặt kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý, bây giờ mình ngưng làm bạn đi nhỉ. Bức ảnh nắm tay trai lạ của Bảo Anh kèm dòng trạng thái ẩn ý khiến nhiều người đồn đoán cô đang bí mật hẹn hò. Rất đông khán giả tò mò về người đàn ông mà Bảo Anh nắm tay. Thế nhưng một số khán giả đã phát hiện trên trang cá nhân, người mẫu Ryan Trần cũng đăng tải một dòng trạng thái tương tự Bảo Anh. Và trên tay, anh đeo chiếc vòng giống hệt người đàn ông nắm tay dòng ca sóng xanh chẳng dễ dàng. Do đó, rất nhiều người đang cho rằng Bảo Anh và Ryan Trần đang bí mật hẹn hò sau hơn 3 tháng nữ ca sĩ sinh năm 1992 chia tay Hồ Quang Hiếu. Nam người mẫu Ryan Trần cũng đăng tải dòng trạng thái gần giống Bảo Anh và trên tay đeo chiếc vòng giống người đàn ông nữ ca sĩ nắm tay. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng, quản lý Bảo Anh đã đính chính cả hai không hẹn hò như nhiều người đang lầm tưởng. Riêng Bảo Anh, cô giữ thái độ im lặng và nhắn nhủ tới người hâm mộ, sẽ tiết lộ sự thật hình ảnh vào ngày 2 tháng 2 tới. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu chính thức tuyên bố chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò vào tháng 10, 2017.